chùa chùa Khmer hay là chùa mọi người, chùa Murensai say không biết đọc như thế nào, chùa Campuchia. Chùa Campuchia đúng không? Chùa đại chùa gì vậy thầy? Khmer. À là gốc là Campuchia đúng không thầy? Dạ. Con cảm ơn. Từ từ con lấy điện thoại đây con mới chụp. Sợ không thấy á đúng không? Nguyên như thép. Có cái cây vậy nên nó không hết cái thép rồi. Không hết thép. Lớn nói thử đi. Nó nhỏ nó ngắn á, mình mà đứng cái chỗ cầu thang này con chụp thử đi. Hết thép không? Không, phía phía bên này con rộng, phía bên này con rộng nè. Rồi đứng đó, đứng đó, mà đứng đó. Hết thép thì cũng hai ba hai không được. Rồi lên đâu mắt lên lên mình đúng rồi, mình lên mình tham gia mình coi thử cái nơi học thờ cái gì chứ mình không biết. Không, má lên chỗ đây nè, má ngồi rồi ngồi đi má, ngồi chỗ đó đây còn. Ôi trời, trời ơi dài chân hay vậy trời, nay biết tạo dáng sành điệu hết á. Rồi bỏ cái chân xuống xíu, sửa lại đi chứ tư thế con thấy không có được đẹp á. Vậy luôn đúng không? Nó hơi hơi khom vậy thì nó không có thấy hết, nó không thấy hết, nó không hết chùa đó. Mấy vậy thì thấy hết chùa đó, cắt đôi chiếc ở phía sau ấy mắt hay là dưới đúc vô đó. Đúng rồi, chính xác. Rồi đứng lên tắm mắt, lên dựa bên đây nè đó. Đúng rồi, hai ba hai ba hai ba. Rồi mình lên mình coi thử ở ở trong tượng ở họ họ thờ Phật cũng Phật chứ đúng không á, nhưng mà tượng Phật thì sẽ hòa thượng một chín sáu tư. 1964 thì cũng mới đây mà lỡ khởi công, ý là khởi khởi công mà lần thứ nhất thì 1964, lần thứ hai á thì 2010. Đúng Phật, dạ đúng rồi, mình vô mình lạy Phật mắt. Má ơi, nè, ở phía sau có cái chánh điện đẹp lắm á. Không, mình đừng đừng tới sát, mình đứng đây đi.
Đây là được rồi, xuống xuống bằng thẳng má rồi. Cẩn thận lắm á. Chùa Khmer mắt đây nè, đây nè.